Hello mấy chị ha, đẹp đây mấy chị ơi, mẫu mới nữa rồi nha mấy chị. Thì tháng này cũng là cái tháng 10, 11 của mình rồi ha mấy chị. Tháng 11 âm lịch rồi ha. Thì hết cái tháng này thì cũng không còn bao nhiêu ngày nữa tới Tết rồi. Thường ta nói còn 60 ngày nữa tới Tết đó mấy chị, đếm ngược 60 ngày. Mà hôm nay cũng đâu còn đủ 60 ngày đâu, hôm nay mùng 5, mùng 6, mùng 7 gì rồi đó mấy chị. Cho nên đó là cũng cũng không còn bao nhiêu ngày nữa trong của cái tháng này là mẫu mới liên tục nha. Mấy chị tranh thủ mà chọn giùm em trong cái tháng này để mà có cái đồ mới để mấy chị mặc Tết nha mấy chị, chứ mà để trễ cái mình không có mẫu mới á, hết hết tháng này á, thì hết tháng 11 này lọt qua tháng 12 thì sẽ ít mẫu hơn, rồi hàng quá đi nó cũng chậm hơn do đồ Tết mấy chị. Cho nên là mấy chị nhớ để ý giùm em để mà chọn mẫu để mặc Tết nha. Thì đây tới đó thì còn khoảng chừng nay mùng rồi mùng của tháng 11 rồi, thì còn hai mươi mấy ngày nữa, hai mấy ngày thì thường tầm khoảng 5 cho đến 7 ngày thì em ra một video. Thì một video là tầm 3 cho tới 4 mẫu, 5 mẫu. Thì còn khoảng chừng hai mấy ngày nữa thì 3 cho đến 7 ngày, có khi thì 7 ngày thì cũng có 3 tuần thôi. Thì 3 tuần thì tầm còn có 3 video nữa thôi, là có thể chừng 4 video, 5 video nữa hả. Thì đã là tới Tết rồi, cho nên là mấy chị tranh thủ xem để chọn mẫu giùm em nha. Chị nào chưa có đăng ký kênh bấm cho em cái đăng ký kênh nha. Rồi chị nào mà chưa có chọn được thì nhớ để ý giùm em để mà tranh thủ chọn Tết nha, chứ mà cặn quá mà lọt qua tháng 12 rồi hàng quá đi rất là khó luôn mấy chị. Nhằm khi mấy anh giao hàng á, mấy ảnh giao nhiều quá, cái mấy ảnh không giao đơn cho mình, bỏ lại nhiều chị có từng lễ luôn chưa nhận được đồ luôn mấy chị. Hàng quá nhiều quá mấy chị mà em chẳng biết làm sao luôn, cứ hối mấy anh giao gấp giùm em, giao gấp giùm em mà hàng thì không tới nơi mấy chị. Cho nên là mấy chị phải tranh thủ trong lúc này nha. Ê, chị nào chưa có bấm cái đăng ký kênh bấm cho em cái đăng ký kênh nha, để mà nhận được cái video mới từ em nha, để chọn được cái mẫu đồ đẹp nha. Rồi chị nào mà mình có cho đăng đăng ký kênh rồi thì mấy chị bấm cho em cái nút thích là cái ngón tay quay lên vậy, thì video mới của em lên thì sẽ YouTube nó sẽ báo cho mấy chị nha. Rồi còn em nói thêm á, thì bánh pía thì em bán đây tới Tết em cũng bán suốt xuyên suốt nha. Mấy chị nào mà bánh Tết hay là có đám tiệc hay gì đó, hay là mấy chị lấy sỉ gì đó thì cứ gọi cho em nha. Thì lúc nào em cũng có hết bánh pía của em á, là bánh pía là nhân đậu xanh mùi sầu riêng thì 25 ngàn một cây, trong đó nó có 4 bánh rất là ngon, bánh pía đậu đậu xanh sầu riêng của Sóc Trăng nha. Cho nên đó là mấy chị chọn giùm em ha. Thì còn bên mỹ phẩm thì mấy chị cũng tranh thủ ha, để mà mình có cái làn da đẹp hơn, tươi tắn hơn để mình ăn Tết nha mấy chị. Rồi thì hôm nay em cũng giới thiệu mấy cái mẫu mới cho mấy chị nha. Mấy chị có mua hàng của em thì mấy chị với mấy cô cũng biết rồi. Em thì em bán có đầy đủ mặt hàng bên đồ nữ, và em chuyên thì là chỉ đồ thun là nhiều thôi. Em bán thì cho khách nhận hàng, cho khách mở ra xem đồ, thử đồ luôn. Có vấn đề gì thì cứ kêu shipper gọi em. Còn mấy chị mấy cô không ưng thì mấy chị mấy cô phụ cho em tiền ship một quận. Tại vì khi mà em gửi đi một quận rồi mấy chị mấy cô mà không hài lòng thì đồ trả về một quận nữa là hai quận. Cho nên đó là mấy chị mấy cô có không ưng đồ bên em thì phụ cho em một quận tiền ship ha. Còn có vấn đề gì trục trặc cứ gọi em. Thì thời gian qua thì mấy chị mấy cô cũng đã quen quen với mặt cô đẹp quá rồi ha mấy chị. Mấy cô thì cũng đã quen quá rồi, cũng biết cái cách bán cô đẹp như thế nào rồi, thì cũng đã nhiệt tình, cũng đã quan tâm mấy chị mấy cô như thế nào rồi ha. Có vấn đề gì cứ việc gọi báo em một tiếng, em sẽ giải quyết cho mấy chị ha mấy cô ha. Mình thương lượng nhau để mình giải quyết thôi, chứ còn bên em á, em bán em không có muốn để cho khách hàng em mà phải bộ đồ mặc không được, hay là muốn bỏ bộ đồ. Cho nên là một khi mà mấy chị mấy cô mà mua mà mặc không được á, em không có vui đâu, em không có vui đâu. Tại vì á, thì người ta đã mua mình một lần thôi, người ta không có mua mình một lần thứ hai. Cho nên đó là em không có muốn như vậy, muốn mấy chị mấy cô phải mặc được bộ đồ đó và hài lòng với cái đồ của em. Nếu không ưng có vấn đề gì cứ gọi cho em sẽ giải quyết ha. Chứ mấy chị đừng có nghĩ rằng là mua đồ trên mạng sẽ bị lừa, bị gạt, hay là đồ không tốt hay là không gì đó. Đối với em thì khác nha. Em thì đã là thợ cũng nhiều năm rồi, 15 tuổi em học may rồi, hôm nay là em 45 tuổi rồi. Cho nên đó là cũng đã 30 năm trong nghề rồi. Thì đồ của em không có nói được 100%.
Nhưng mà cũng 80-90% của cái đồ để cho mấy chị hài lòng ha. À, còn lại thì em đã bán rất là nhiệt tình, kiểm đồ, xem đồ, thậm chí mặc thử đồ luôn. Nhưng mà em không bao cho mấy chị chiều dài, em chỉ bao cho mấy chị cái chiều ngang thôi nha. Cái áo là em bao á, là vừa cái eo như thế này, cái quần là em bao vừa cái mông. Còn có người mang dép cao, mang dép thấp, rồi có người thấp người cao, cho nên là em không có bao cái chuyện đó được. Còn vải chất liệu bên em thì rất là ok, mấy chị yên tâm đi, hợp lý luôn, là giá cả vừa túi tiền và kiểu may hoa văn gì, mấy chị yên tâm về phần phần đó ha. Đó, so với bộ đồ mấy chị nghĩ đi, em bán 75.000 cho đến 80.000 mà giao tới tay mấy chị chỉ cần mặc là ok, không cần đợi gì hết, thì mấy chị thấy nó quá hợp lý đi. Bây giờ mình mua vải thôi đó là nó cũng 70-80 ngàn rồi, hay là mấy chị mà đi lợi may thôi đó là cũng 50-60 ngàn tiền may một bộ đồ rồi. À, mình còn phải chờ đợi mà chưa hẳn là những cái kiểu đồ, hay là chưa khi mà mình may ra mình được ưng như là cái đồ của em bán luôn, mà còn cho mấy chị thử hàng, xem hàng, thử hàng luôn thì mấy chị yên tâm nha. Chứ nhiều chị thì cũng không có tự tin về mua ở trên mạng lắm. Có nhiều chị thì nói ôi mua đồ mà mua trên mạng mà mặc cái gì, nhưng mà cũng tùy theo người, tùy theo chỗ mấy chị, chứ không phải là ai cũng như ai nha mấy chị. Tại vì bây giờ thời buổi bây giờ công nghệ rồi, thì mình xem ở trên mạng thì mình xem được nhiều mẫu, nhiều shop và nhiều đồ, nhiều hoa văn nữa. Còn mình đi những cái chợ truyền thống thì đôi khi mình sẽ không có chọn được cái đồ ưng ý như là mình mua ở trên mạng. Tại vì khi mình đến chợ truyền thống thì chỉ một người hai người bán thôi, thì những cái mẫu đó mình không ưng lắm thì mình cũng mất thời gian để mình đi nữa. Còn mình mua ở trên mạng á thì sẽ xem được nhiều người bán, nhiều mẫu đồ hơn và nhiều hoa văn hơn, rồi nhiều kiểu hơn. Rồi một cái tiện nữa là mình chỉ cần ở nhà thôi thì đồ sẽ gửi đến nơi đó, mà mình còn được xem, được mặc thử nữa, ưng thì mình mới nhận nữa. Cho nên là mấy chị đừng nghĩ rằng là mua trên mạng là không tốt hay là không chất lượng như mấy chị. Bây giờ thì ai cũng như 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 vậy thôi. Nếu mà mình ở nhà thì mình chẳng bán được bao nhiêu bộ đồ, như mình không lên mạng, mình không có giới thiệu thì mình chỉ bán lối xóm mình thì không bán được bao nhiêu bộ đồ, cũng không bao nhiêu người biết tới mình. Cho nên đó là mình phải chọn cách bán thế này, chứ không phải là nói là bán trên mạng là đồ dởm hay là học tốt hay là gì, tùy theo người nha mấy chị. Cho nên là mấy chị đừng nghĩ vậy nha. Em là em bán thật, biết rằng mình coi trên mạng là những cái hình hay là những cái video mình nghĩ đó là ảo, nhưng mà thật sự ở ngoài là người thật việc thật. Mấy chị cứ nhập vô Zalo gọi cho em, thấy số điện thoại của em trên màn hình là số Zalo của em, nhập vô là thấy cái mặt em liền, em giải quyết liền mọi cái thắc mắc hay là mọi vấn đề gì cứ gọi tới em. Rồi hôm nay thì em giới thiệu cái mẫu mới của em ha. Cái mẫu này á là tay nửa cổ một bên, thì thường khi á là ít khi em ra những cái kiểu này, tại nhiều chị thì thích hơi hơi đen một tí, hơi kiểu cọ qua què một tí, cho nên là hôm nay em mới chọn cái kiểu này ha. Kiểu này mấy chị gọi cho em á là cổ vuông một bên, ở bên này á là nó là cái cổ vuông vuông, còn ở bên này á là cái bao xa mấy cổ tim nó là một bên, vậy thì nó sẽ nhìn nó cưng hơn, nhìn nó sẽ lạ lạ hơn hết mấy chị. Đây thì mấy chị gọi cho em cái này là cổ vuông một bên ha, cổ vuông một bên. Rồi cái này là beo đá ha, beo đá, cái này nó là hình beo nhưng mà nó cũng như vuông vuông như cục đá vậy đó. Beo đá cổ một bên nha, mấy chị gọi giùm em trong video 95 ha. Khi mấy chị gọi tới em ở Điệp ơi, chị muốn mua cái đồ trong video 95 mà beo đá cổ một bên, thì em sẽ biết cái mẫu đồ đó còn hay hết, và đồng thời mấy chị cho em cái số ký nha để em biết đồ đó còn hay hết nha. Chứ mấy chị em nói hoài luôn, video nào dường như video nào em cũng nói luôn, mà mấy chị cứ gọi em Điệp ơi lấy cho chị cái bộ em treo đó đó, hay lấy cho chị bộ màu xanh, màu đỏ, màu vàng á. Không phải nha mấy chị, tại vì em quay video em mới đăng lên chứ không phải là em quay trực tiếp, cho nên nó là mấy chị phải nói giùm em cái đồ đó là cái đồ gì, hoa văn gì và giá tiền bao nhiêu thì em mới biết, chứ không phải là em quay trực tiếp mà mấy chị nói vậy nha. Rồi khi mà mấy chị nói vậy em không biết mấy chị xem video nào của em luôn, em quay rất là nhiều video thì mấy chị nói vậy em không biết. Mấy chị nói đó Điệp ơi lấy cho chị cái bộ màu nâu đó, màu xanh đó, màu đỏ đó, chị đang coi nè, chị mới coi nè. Nhưng mà không phải nha mấy chị đang coi nhưng mà em đã quay lâu rồi và em quay rất là nhiều video, thành ra em cũng không biết mấy chị coi video nào của em, chứ không phải là mấy chị xem trực tiếp. Do là em em quay video rồi em đăng,
chứ không phải là em quay trực tiếp, cho nên là mấy chị nhớ giùm em nha. Nhiều nhiều lần nào em cũng nhắc hết trơn luôn, mà lần nào cũng gặp trường hợp như vậy luôn. Rồi nhiều khi không có nói được cái, không có trùng khớp được cái suy nghĩ nhau, không trùng hợp khớp được bộ đồ nhau, cuối cùng thì không mua được đồ. Tại vì mấy chị nói em không hiểu và em nói mấy chị cũng chẳng hiểu luôn đó. À, mấy chị nói chị kêu em lấy cho chị bộ đồ màu xanh đó đó, màu đỏ đó đó, bộ đồ treo đó đó, mà hồi đây em đâu biết chị coi video nào đâu mà em lấy. Thành ra mấy chị phải nói giùm em, Điệp ơi chị coi đồ trong video 95, lấy cho chị cái cổ vuông một bên, tay nữa, cái beo đá lớn nhỏ, thì như vậy thì em mới biết nha. Rồi thì cái này gọi nó lại vậy cho em nha, cổ vuông một bên, beo đá lớn nhỏ. Cái này là em có số 234, cái này là AT234. Thì cái này em bán 75.000 nha. Mấy chị nhớ nói giá giùm em, và phải nhìn rõ giùm em. Không nhớ thì ghe video lại hoặc tua video lại để mình xem lại một hai lần. Cái này là em có 234, đồ này là đồ ống túm thun AT, 75.000 một bộ. Em nói đầy đủ trên video luôn, mà thậm chí không phải em nói một lần đâu, em nói 3 lần, 4 lần, 5 lần luôn. Mà cứ lần nào cũng vậy trơn. Mấy chị cứ gọi em cái Điệp ơi đồ đó bao nhiêu tiền Điệp, đồ đó ông tấm hay ông rộng Điệp, đồ đó giải dị Điệp, cứ hỏi vậy hoài luôn. Trời ơi em không biết chị, mấy chị coi cái đồ nào của em luôn. Cho nên là nhiều khi em cứ trả lời vậy, chị ơi chị coi video nào của em mà cái bông nó bông gì chị. Em nói đầy đủ hết rồi, chị xem lại giùm em đi, em biết trả lời vậy thôi đó. Cho nên đó là em nói đầy đủ, từ giá tiền, từ chất liệu vải, từ ống túm ống rộng, từ hoa văn và từ xay số mấy, bao nhiêu ký bận vừa, em nói hết đầy đủ. Cho nên là mấy chị xem kỹ giùm em nha. Rồi cái này thì mấy chị gọi cho em vậy nha, beo đá một bên ha. Cái này là tay nửa nha mấy chị, tay nửa, gọi là nửa là nó nửa nách đó mấy chị. Cổ vuông một bên ha, cổ vuông một bên, tay nửa, beo đá lớn nhỏ nha. Rồi cái này em có 234, em có số 234 ha, là ống túm nha, 75.000 một bộ. Đây cái này thì cái beo đá này thì em có một màu thôi, còn cái hình vuông này nè em mặc tiếp cho mấy chị xem nè. Cái hình vuông này là em có được 3 màu luôn, em có được 3 màu luôn, nó cũng là một kiểu vậy đó mấy chị, cũng là một kiểu beo, mà cũng là một kiểu cổ vuông một bên vậy đó, mà gọi là hình vuông. Cái này là em có là màu trắng nè, màu trắng nè, màu cam, màu vàng nè. Đây mấy chị, cổ vuông một bên ha. Này mấy chị xem giùm em nè, cổ vuông một bên. Đây cái này là màu trắng nha, hình vuông màu trắng ha, hình vuông màu trắng, hình vuông màu nâu, hình vuông màu cam. Em có 3 mẫu luôn nha mấy chị. Này dán đồ bên em thì mấy chị yên tâm ha, dán đồ bên em thì mấy chị yên tâm. Rồi mặt nhìn rất là thon dáng không nha mấy chị. Rồi cái này thì em có 3 mẫu, em có 3 mẫu luôn. Cái này là hình vuông màu vàng ha. Rồi em mặc trong người là hình vuông màu trắng nha. Rồi cái này là hình vuông màu cam giùm em nha, hình vuông màu cam. Đây em có 3 màu hình vuông màu cam, hình vuông màu vàng, hình vuông màu trắng ha. Rồi cái này là mấy chị với mấy cô gọi cho em là cổ vuông một bên nha, hình vuông nha. Đây tay nữa ha. Rồi tiếp theo cái này thì em gọi nó là chữ Y nha, cũng là cổ vuông một bên, chữ Y. Chữ Y tại vì nó có cái hình tròn rồi nó có cái hình dài thì gọi nó chữ Y để cho dễ phân biệt mấy chị. Rồi chữ Y màu hồng ha. Trong video 95 nha, cái này 75.000 ống tấm nha. Chữ Y màu hồng. Rồi đây là chữ Y màu vàng nha, cổ một bên. Chữ Y màu hồng, chữ Y màu vàng. Rồi chữ Y màu trắng đen, chữ Y màu trắng đen, đồ chữ Y này là 75.000 nha. Nhưng mấy chị xem, mấy chị nhớ giá giùm cho em nha. Rồi chữ Y này là chữ Y màu cam. Rồi chữ Y màu cam, cổ vuông một bên, thun AT, ống túm số 234, từ khoảng 40-42kg cho tới 65kg bằng vừa, tùy theo chiều cao nha mấy chị. Rồi chữ Y màu màu hồng, chữ Y màu trắng. Rồi chữ Y màu vàng. Rồi chữ Y màu hồng. Cái này màu cam chứ, màu hồng. Chữ Y màu hồng, chữ Y màu vàng, chữ Y màu trắng, chữ Y màu cam. Rồi cái này là 75.000 một bộ, 3 bộ thì em bao ship
75.000 ba bộ em bao ship ống túm thun AT cổ vuông một bên trong video 95. Mấy chị gọi vậy giùm cho em nha. Rồi còn một cái nữa là cổ một bên này là em còn cái chữ B nè mấy chị. Chữ B cổ vuông một bên. Mấy chị nào thích trắng đen thì chọn cái này giùm em nha. Chữ B, cái này là cái chữ B nè, chữ B chữ bờ á, cổ vuông một bên. Cổ vuông một bên luôn. Rồi 75.000 một bộ, cái cổ một bên này á là 75.000 hết nha mấy chị. Cổ một bên này là 75.000 hết mấy chị. Rồi mấy chị nói giùm em á là trong video của video 95 ha. Trong video 95 cổ vuông một bên. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu thêm cái này là hổm em có quay rồi. Cổ tròn hở nha mấy chị, cổ tròn hở cái này thì em có 3 màu, 4 màu. Thì cái này 110.000 một bộ, cái này là xốp. Xốp em chị nào mà mặc được cái mẫu này thì hãy chọn những cái này xốp, cái xốp của nó to to nhìn nó hơi dày dặn hơn người ta một tí xíu. Ống 20 thì cái này em bán 110.000 một bộ. Em có quay rồi cho nên là hôm nay em chỉ quay sơ lại để cho mấy chị biết là em còn đồ thôi. Cái này em có 2 3 4 nha. 2 3 4 em có 4 màu. 2 3 4 5 chứ 3 4 5. 3 4 5 thì là từ khoảng 50 kg cho đến là 72 kg là em bận vừa nha. Cái này là ống rộng, ống đứng nha. Ống đứng 20 22 24 tới số 5 là 24, số 5 là 72 kg bận vừa nha. Thì cái này là xốp cổ tròn hở, ống rộng, ống đứng nha. Tay dài dặn, dúng dài dặn luôn, rất là đẹp luôn nha mấy cô. Rồi cái này là 110.000 hai bộ là em đã bao ship rồi. Rồi còn cái mẫu này á, là cái mẫu cổ tròn bi tai xẻ ha. Cổ tròn bi tai xẻ này thì em có quay rồi nên là hôm nay em quay lại. Em còn cái này á, là 2 3, cũng còn 2 3 4 nha. 2 3 4 cổ tròn tai xẻ bi luôn. Cổ tròn tai xẻ bi, cái này là em nhiều màu lắm nha mấy chị. Cái này là 80.000 ha. Em còn 3 4 cũng rất là nhiều màu luôn, mấy chị gọi cho em nha. Tại em quay gọi cho nên là em giới thiệu sơ lại thôi. Rồi cái mẫu này á, là cái mẫu em gọi là hoa mai cổ vuông tay đổ đây. Hoa mai cổ vuông tay đổ này em quay của video hôm hổm rồi, hôm nay em quay lại. Cái này á, là em còn số 2 3 4 nha. Em còn thêm cái chữ B hai mẫu nè. Cái bờ cổ một bên, cái cổ vuông một bên em còn hai mẫu này ha. Cái này gọi nó cho em, cái này là gọi gì mấy chị, gọi cho em cái này là nếu hình vuông nữa thì nó sẽ trùng với cái mẫu kia. Có mẫu nào hình vuông không, nãy giờ không có mẫu nào hình vuông à? Có cái mẫu hồi nào hồi ban đầu này, cái mẫu này là hình vuông rồi, hình vuông đủ màu rồi. Cái này gọi là cho em á, là cái vuông trắng đen đây. Cái này nó cũng như cái dây xích vậy mấy chị gọi cho em. Cái này là như dây xích đi, dây xích trắng đen cổ vuông một bên đi, trong video 95 nha. Cũng là ống túm thun AT cũng là 75.000 nha. Rồi cái này á, gọi cho em là trái tim nhí nha. Rồi đây nó có mấy cái trái tim nhí nè mấy chị, cổ vuông một bên trái tim nhí ha. Cái này cũng là số 2 3 4 luôn nha, cũng 75.000 hết luôn nha mấy chị. Rồi em giới thiệu thêm cho mấy chị cái mẫu mới bên cái mẫu tay cánh tiên nha. Cái mẫu cánh tiên này thì gọi là hoa nhí nha mấy chị, gọi là hoa nhí cánh tiên, có dúng ngang cổ nha. Mấy chị gọi giùm em cái trong cái video 95, trong video 95 hoa nhí cánh tiên có dúng ngang cổ ha, có một đường dúng bèo ngang cổ ha. Cái này thì là 80.000 nha mấy chị, giải dày dặn rất là đẹp luôn, 80.000 một bộ. Cái này thì nha, cái này 80.000 ống túm thun AT ha, tay cánh tiên mấy chị gọi vậy giùm em nha. Túm thun AT tay cánh tiên 80.000 một bộ, em cũng có số 2 3 4 nha. Rồi, cái này mấy chị gọi cho em là màu cam ha. Tay cánh tiên nhí màu cam trong video 95 nha. Rồi nhí màu cam. Rồi cái này là nhí màu xanh ha. Nhí màu xanh mà xanh này nó có hai thứ xanh luôn mấy chị. Các em bận á là cái xanh nhiều hơn, còn cái này là xanh ít hơn nha. Cái này là mấy chị gọi cho em là cánh tiên nhí màu xanh có dúng bèo cổ trong video 95. 80.000 một bộ, số 2 3 4, 3 bộ là em bao ship nha. Rồi, đây
cái này, cái này là nhí tím nha mấy chị. Nhí tím cánh thiên tai ha, ta có dúng một đường trên cổ. Nhí tím tai cánh thiên có dúng bèo ngang ngang cổ. Rồi, nhí tím. Rồi, đây cái này là nhí vàng. Đây là nhí đỏ ha, tai cánh thiên có dúng bèo ngang cổ đây. Nhí tím, nhí vàng, nhí đỏ, nhí xanh, nhí cam. Này. Rất là nhiều hoa văn nha mấy chị, mấy chị. Đây. Cái này là nhí vàng, nhí đỏ, nhí tím, nhí bơ, nhí cam. Rồi mấy chị gọi em nha, nhí tím, nhí đỏ. Rồi nhí vàng chứ, nhí vàng. Rồi cái này nhí đỏ, rồi nhí tím, rồi nhí bơ, rồi nhí cam ha. Tai cánh thiên, tai cánh thiên có dúng bèo ngang cổ, 80.000 một bộ nha. Ba bộ là em bao ship ống tấm số 234 ha. Số 234 từ 45 cho tới là 65 là mấy chị bận vừa nha. Rồi em qua cái mẫu tiếp theo nha mấy chị. Em qua cái mẫu tiếp theo. Cái mẫu tiếp theo của em để em quay cho mấy chị xem. Cái mẫu này thì em gọi nó là xô len đính đá nha mấy chị. Xô len cổ vuông đính đá, mấy chị gọi vậy giùm em trong video của video 95. Xô len cổ vuông đính đá. Cái mẫu này thì em đã có bán rồi. Em đã có bán rồi nhưng mà hôm nay là còn đồ, tại vì đồ này nhiều cho nên là em sẽ quay lại để em giới thiệu thêm cho mấy chị đồ này. Mấy chị đi đám đi tiệc Tết nhất đồ đi xô gia đồ rất là đẹp, rất là cưng luôn ha. Cái mẫu này là xô len, này là xô len đẹp nha mấy chị. Xô len đẹp luôn, mẫu này là hôm trước nha là 100 mấy 200 ngàn, nhưng mà giờ em còn cho nên là em bán giá có 120 thôi. Mấy chị gọi giùm em là xô len cổ vuông đính đá màu tím cẩm ha. Tím cẩm này có người gọi tím cẩm, người gọi qua 10 giờ. Thì cái mẫu này nó có hai cái chỗ mà mình cần để mà mình biết. Một là ống tấm. Cái này là xô len, là vải xô len rất là đẹp, dày dặn đẹp luôn. Em bận hả cả nửa năm nay mà không có biết chạy chùa hay là chóc hột chóc gì trơn, cho nên là mấy chị yên tâm nha, đừng có lo về chuyện đó. Cái đầu tiên của nó là ống tấm. Điều thứ hai là cái cổ mấy chị nhìn nè, nó hơi rộng hơn bình thường một tí, cho nên là một khi mấy chị mà xác định cái mẫu đồ này thì mấy chị phải nhìn kỹ giùm em. Mấy chị nào mà ngực đầy á, là bận mấy cái cổ nó hơi rộng như vậy á, là nó rất là đẹp, nó rất là sang ha. Mấy cái cổ nhỏ nhỏ thì nó không bằng ha, còn cái cổ hơi rộng thì nó sang, nó đẹp hơn. Cho nên là chị nào mặc được cái cổ này thì hả chọn cái mẫu này nha. Hay vì một là nó hơi rộng, hai là nó ống tấm, nhưng mà kiểu rất là sang là đẹp luôn. Thì đồ này em chỉ bán có 120.000 thôi, hai bộ là 120.000, hai bộ là 240 em bao ship ha. Cho nên nó là mấy chị nhìn kỹ giùm em bộ đồ ha. Ống tấm và cổ hơi rộng một tí xíu, tay thì băng rất hợp, là rất sang luôn. Mà cái này là em có 6 màu 7 màu thì mấy chị nào ưng thì gọi cho em mấy mẫu này sớm, tại hiện tại thì cũng không còn bao nhiêu đồ nữa. Hãy giờ gần Tết rồi em quay lại hết luôn ba. Những mẫu này, cái này gọi cho em là xô len cổ vuông đính đá ha. Cổ vuông đính đá ống tấm 120.000, màu em bận là màu tím cẩm, còn gọi là qua 10 giờ nha. Rồi cái màu tiếp theo này là đính đá màu đen. Đính đá màu đen, cái này là xô len cổ vuông đính đá màu xanh. Nhưng mà em nói cho mấy chị thế này, em còn thêm hai màu nữa là xô len cổ vuông đính đá màu vàng, màu kem, màu đỏ. Nhưng mà trong cái những cái màu này là chỉ còn cái số 2 và cái số 5. Thì em có tới số 5 là 72kg mấy chị bận dừa. Đây là đính đá màu vàng ha. Màu vàng em bận là màu tím cẩm. Rồi tiếp theo là màu đỏ, rồi một cái màu da nữa nha mấy chị. Màu đỏ đô, rồi màu đen, rồi màu xanh, rồi màu da. Nhưng mà chỉ có là số 2 và số 5 là em còn đủ tất cả các màu. Còn riêng số 3, số 4 thì em chỉ còn là màu vàng, màu da, màu nho, màu tím cẩm và màu tím quế. Còn 4 màu, số 3, số 4 là còn 4 màu. Màu vàng, màu da, màu nho, màu tím cẩm, tím quế. Em quên lấy cái màu nho nữa, màu nho còn gọi là màu măng cụt đó mấy chị. Màu nho còn gọi là màu măng cụt. Nếu chị nào mà
mình số 3 với số 4 thì mình không có được cái màu màu đen, thì mấy chị chọn giùm em cái màu nho nha. Số 3, số 4 là em còn cái màu nho nha. Nói chung á là em còn tất cả các màu, nhưng mà trừ số 3, số 4 ra là không, không còn màu xanh, không còn màu đỏ. Không còn màu xanh, không còn màu đỏ và không còn màu, không còn màu đen. Số 3, số 4 á là nó chỉ có là màu nho nè, màu nho, màu tím cẩm, màu tím quế, rồi còn màu tím quế nữa. Số số 2 với số 5 á là còn 7 màu tất cả. Còn tím tím cẩm nè. Tím cẩm là tím em bận trong mình là qua 10 giờ là tím cẩm nè. Rồi tím quế nè, đó mấy chị xem mấy chị chọn giùm em nha, tím cẩm, tím quế nè. Rồi nho nè, đủ màu là chỉ số 2 với số 5 là đủ màu thôi nha. Tím cẩm nè, tím quế nè, rồi nho nè, rồi rồi vàng nè. Rồi vàng nè. Rồi rồi đỏ nè. Rồi đỏ 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 đô nè. Rồi đen nè. Rồi xanh dương nè. Là em tổng cộng là em 7 màu, 7 màu nhưng mà chỉ số 5 là đủ màu hết với số 2. Còn lại là số 3 với số 4 là không còn đủ nha. Số 3, số 4 là còn 4 màu thôi. Số 3, số 4 là còn chỉ tím cẩm, tím quế, nho với kem với vàng thôi nha mấy chị. Cho nên là mấy chị nào mà ưng cái mẫu này thì gọi cho em và em sẽ nói rõ để mấy chị chọn nha. Chứ còn mà để mà đầy đủ hết thì không có đầy đủ nha, tại giờ em không còn nhiêu đồ. Tại đồ này bây giờ rất là giảm giá, rất là rẻ rồi. Cho nên là mấy chị tranh thủ gọi em để mà chọn Tết ha. Em cũng không còn bao nhiêu, em giới thiệu sơ lại cho mấy chị thôi. Mẫu này thì đá này rất là sang nha. Mấy chị yên tâm về đá, về hộp này không có chốc, không có rớt gì trơn nha. Mấy chị yên tâm nha. Có một cái ưu điểm của nó là đẹp sang, nhưng mà cái nhược điểm của nó là cổ hơi rộng và ấm tấm nha. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Solan á là 120.000 thôi nha mấy chị, 120.000 thôi, hai bộ là em đã bao ship rồi, thì từ 45 cho tới là 72 kg là bận vừa nha. Rồi còn cái mẫu sau này của em á, cái mẫu này á là mấy chị gọi cho em á là sọc caro. Sọc caro ha, sọc caro viền đen nha. Cái này á thì em có 6-7 màu luôn. Sọc caro này là đỏ, đỏ đen. Mấy chị gọi cho em là sọc caro tai băng trong video 95. Sọc caro đỏ đen ha. Sọc caro đỏ, đỏ đỏ đen. Sọc caro nâu đen nha. Để mấy chị nói vuông vuông là nó sẽ trùng nha. Sọc caro đỏ đen, sọc caro nâu đen ha. Cổ vuông có gì, có cái gì đen ở trước đó. Đây sọc caro này là sọc caro trắng đen trong video 95 nha. Cổ vuông, cổ vuông viền đen, sọc caro đỏ đen, sọc caro trắng đen. Rồi cái này á là sọc caro màu kem nè, màu riêu nè, màu vàng nè, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Cái sọc caro này rất là đẹp luôn. Cái này là cổ vuông tim ha. Rồi để mấy chị nhìn lại giùm em nha. Cái này là sọc caro này là nó cũng như nâu, nâu mà nó chưa có đến đổi nâu, không nâu, nâu nâu lợt á. Sọc caro lớn, sọc caro lớn nâu đen. Rồi cái này là riêu đen. Rồi cái này là vàng đen. Rồi cái này là trắng đen. Cái này là trắng đen. Đây cái này là nâu đen. Cái này là đỏ đen ha. Sọc caro đợt này rất là đẹp luôn nha mấy chị. Sọc caro lớn, sọc caro lớn trong video 95 dùm em. Cái này là ống túm số 234 nha. Trong video 95 dùm em, ống túm số 234, 80.000 một bộ, 3 bộ là em bao ship. Cái này là 6 màu luôn mấy chị. Đây, đầu tiên là sọc caro này là sọc caro như nâu lợt, như bơ đi, gọi nó là xanh bơ đi. Bơ đen, rồi riêu đen, riêu đen ha. Rồi vàng đen, rồi nâu đen, rồi đỏ đen, rồi trắng đen. Mấy chị gọi vậy dùm cho em mới biết nha, trong video 95 nha. Cái này là em có cũng là 234 nha. 234 mấy chị nào mà nằm trong cái tầm này thì gọi cho em, hoặc thích cái mẫu này thì gọi cho em nha. Rồi thì mấy chị tranh thủ dọn dùm em nha mấy chị, để mà em gửi đồ sớm cho mấy chị nha. Gần đây thì bên mấy cái sự kiện bên kia nó cũng hàng nó cũng đi rất là nhiều luôn, cho nên nó là bên giao hàng bây giờ mấy chị biết không,
rất là chậm luôn, mà để mà cận Tết quá là mệt lắm luôn á. Cái này là tai băng nha mấy chị, tai băng ha, 120.000 Solan nha, mấy chị tranh thủ gọi cho em nhà chọn sớm giùm em nha. Đồ này đám tiệc rồi là thoải mái luôn mấy chị, giải đẹp sang luôn, thun Solan thì mấy chị biết rồi. Thì cái mình vải của nó láng mịn, láng mịn, nó không có như xốp he, xốp thì mình giải nó sẽ to hơn. À, nhưng mà cái mẫu xốp thì giờ nó cũng đang thịnh hành. Còn chị nào muốn mặc cái mình giải láng thì chọn cái mẫu này giúp em nha. Rồi bye mấy chị nha, hẹn gặp lại video sau nha.